nay là cuối tuần, em không cần đi làm. Anh vui không? Hôm nay em được nghỉ, vậy em muốn làm gì nè? Em muốn nằm trong nhà thôi có được không? Rất đúng ý anh. Xin lỗi anh, em nghe điện thoại đã. Alo. Hả? Là tạp chí thời trang hả? Phỏng vấn đặc biệt. Đúng vậy, đúng vậy. Tổng phụ trách của cửa hàng chúng tôi là Tiết Liễu Liễu. Nhớ đến thăm em. Vậy thứ tư tuần sau có được không? Để tôi sắp xếp một chút. Vậy cô gửi địa chỉ cho tôi nha. Cảm ơn, cảm ơn. Tạm biệt. Tạp chí thời trang muốn đến phỏng vấn Liễu Liễu. Em vẫn muốn Dương Phẩm Nhã làm đại diện à? Đúng vậy. Chào cô, tôi là người quản lý của Dương Phẩm Nhã. Cô ấy đồng ý làm người đại diện. Chi tiết cụ thể chúng ta gặp mặt rồi nói. Quản lý của Dương Phẩm Nhã trả lời em rồi. Cô ấy đã đồng ý làm người đại diện cho phong thượng của chúng ta. Quản lý của cô ấy trả lời em, nhưng cô ấy lại gửi tin nhắn cho anh. Hả? Tiết Sam Sam, em giả bộ ngây thơ hay là muốn kiểm tra anh đây? Không phải vậy đâu mà. Em chỉ là muốn dùng một cách tốt nhất để giúp cho phong thượng tăng doanh số thôi. Hơn nữa, chính anh đã từng nói, đừng nghe anh nói gì mà phải nhìn xem anh làm gì. Bây giờ anh có cơ hội chứng minh bản thân rồi. Với lại là vì em hoàn toàn tin tưởng anh nên mới dám làm như vậy mà. Hình như là em đang rất cố gắng để thuyết phục anh, có phải vậy không? Dương Phẩm Nhã làm đại diện nhất định sẽ đem lại hiệu quả lớn. Lần này mình nhất định phải dốc hết sức để chuyện này thành công. Cậu muốn mình nhận phỏng vấn sao? Đúng vậy, tạp chí thời trang đã sắp xếp hết rồi. Muốn cậu với Dương Phẩm Nhã là một bài phỏng vấn. Và sau đó cậu sẽ trình bày về một câu chuyện đằng sau sản phẩm của chúng ta. Cái này không được đâu. Tại sao lại không được chứ? Đây đều là những nhà thiết kế mà cô tìm được mà. Ban đầu họ đồng ý cũng là vì trong đầu cô có ý tưởng quá tốt rồi. Là truyền thông trên tạp chí chứ không phải là báo mạng đâu. Tất cả những điều cô nói sẽ được thành chữ. Cô đỡ phải áp lực. Và cũng đừng lo mình sẽ nói dấp nữa. Vậy khi nào thì cậu sẽ đi lấy bản vẽ của nhà thiết kế? Giờ tôi đi luôn đây. Hôm nay cuộc họp của chúng ta dừng tại đây. Mọi người làm việc đi. Sam Sam à, trải qua mối tình với Du Thừa Hạo, bây giờ mình sợ yêu lắm rồi. Lúc đầu là do mình chỉ muốn trả cho xong khoản tiền, và cũng từ đó mà quán trách trong lòng. Mình cứ quán trách là tại sao vận mệnh lại trêu đùa mình như vậy. Mặc dù mình chỉ là đứa con nuôi của mẹ thôi, nhưng cũng không đến nỗi bi thảm như vậy chứ. Lúc đó mình lợi dụng Du Thừa Hạo để đến Thượng Hải và để thoát khỏi mẹ mình. Rõ ràng mình biết đây là một lựa chọn sai lầm, nhưng mình vẫn đi vào con đường đó. Sau đó thì lại tiếp tục dính vào vụ 10 triệu. Chuyện này không trách người khác được. Mình làm thì mình tự chịu thôi. Hiện giờ mình không quán trách nữa, bởi vì mình tin có luật nhân quả. Cho nên mình nghĩ phải nhanh chóng kết thúc con đường sai lầm này, sau đó đi bằng chính đôi chân của mình, bắt đầu lại từ đầu trên con đường mới của mình. Vì vậy sau này cậu đừng nói với mình những chuyện yêu đương bạn trai gì đó nữa nghe. Nếu như mà có yêu thì cũng phải đợi sau khi cậu và Phong Đằng kết hôn vui vẻ mới được. Liễu Liễu à, có thể kinh doanh cùng với cậu mình thực sự cảm thấy rất vui. Bây giờ nghĩ kỹ lại, khoảng thời gian này có thể là thời gian duy nhất để mình chứng minh năng lực của bản thân mình.
Khi bước vào đời thì ai cũng phải một lần vấp ngã thì mới có thể lớn lên. Mình thấy mình thật may mắn. Cố lên nha Liễu Liễu. Vậy thì chúng ta đừng nghĩ ngợi gì nữa, cùng nhau cố gắng nha. Cố gắng lên. Cố lên.